Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng mới đây vừa đăng công khai các xe vi phạm an toàn giao thông lên trang Facebook chính thức của đơn vị. Đây là danh sách các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ được phát hiện bằng hệ thống camera giám sát trên địa bàn thành phố. Sau hơn 9 tháng, hiện còn 6.475 lượt phương tiện vi phạm chưa nộp phạt. Sau thời gian quy định kể từ ngày nhận được thông báo, chủ phương tiện không trình diện tại cơ quan Cảnh sát Giao thông Đà Nẵng, thông tin vi phạm sẽ được chuyển sang trung tâm đăng kiểm để từ chối đăng kiểm xe chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt.